Từ tối qua đến giờ, trái tim nhiều người ngỡ như treo ngược cành cây khi xem lại những hình ảnh này. Thanh niên bắt bé gái 4 tuổi khống chế làm con tin và đổ xăng đòi tự thiêu. Chỉ một khắc sơ suất, hậu quả sẽ khó lường. Chỉ chậm một khắc thôi thì cái giá đôi khi là sinh mệnh của một thiên thần nhỏ. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng may mà có các anh. Khoảng 17 giờ chiều qua, Ngô Quý Phương, 29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, mang theo một canh xăng 5 lít từ thành phố Hồ Chí Minh đến nhà trọ của anh LVT ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đòi 680 triệu đồng. Đây là số tiền mà đối tượng cho anh T mượn trước đó. Tại đây, Phương khống chế bé AT 4 tuổi, con gái của anh này, rồi đổ xăng xuống nền nhà và đổ xăng vào người mình, tay cầm hộp quẹt đe dọa đốt nhà, tự thiêu nếu không trả nợ. Nhận được tin báo, công an lập tức xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công. Trước tình hình này, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp xử lý vụ việc. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng khác cũng được điều đến đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Với mục tiêu phải đảm bảo an toàn cho cháu bé và những người xung quanh, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh giao vận động thuyết phục Phương. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cảnh sát hình sự khống chế Phương, giải cứu thành công bé gái 4 tuổi.